chưa, bút được không? Đây là nước chấm. Chấm men. Đây sẽ có giờ cái quẩy nè. Đi chả không ăn cơm nha, heo không? Không có. Thịt mỡ hả? Nạc mỡ cho em, thịt nạc mỡ. Mỡ. Ốm chị bệnh mấy ngày nay. Ừ, nó nhìn gọn như vậy. Nó nhìn mỡ lại cũng phải luôn. Bệnh quá trời luôn. Bệnh xương khớp không mà, chứ bệnh quỷ, bệnh ma. Ở đâu? Chỗ nhà thằng Hà. Nhà bệnh đó hả? Nhà thằng Hà đó. Chị Hoàng chỉ mua nhà nhà Hà Ngọc á. Là nhà Ngọc ai chỗ nào tôi? Ngọc Hà đó, trong đây nè. Vậy hả? Ở chợ đó hả? Ờ, chị ba mua đó cho chị ở. Ờ. Có cho chị ở. Ờ, ở nhà chị ở qua. Ở có Thảo Quang đây mà. Ở đây nè. Cái miếng quyết cho đi coi. Cá gì? Cá tư, cá này cái gì, cá gì tư? Cá ba sa. Cá quá thôi. Cá ba sa. Lấy đây mình sẽ đập vô đó. Nó không lên cho mình có biết. Thôi bạn. Sáng nay mình bán từ mấy giờ hết? Bán từ 7 giờ đến 10 giờ. À 7 giờ đến 10 giờ, dạ. Đây là anh sẽ bán bánh canh cua, giò heo. Lấy bánh canh trước, sau đó bỏ những cái thịt, da, tôm. Cái này nước là nước gì gọi là nước nước, nước lèo luôn à, nước lèo ha. Alo, chị sẽ đang làm nước chấm. Rồi, sao? Nước chấm mè có bánh canh cua mấy tô ít ngò tiêu là rồi. Tiêu ngọ hành tiêu sẽ có múc nước nước lèo đây. À nước lèo dạ. Này Lan ơi, trong một tô nồi tô bánh canh nồi sắt rất là dẫn luôn. Đây mình bán chắc lâu ha ha. Lâu dạ. Thì là mỗi sáng chỉ bán 3 tiếng thôi. Dạ. Rồi ăn rồi. Bây giờ tôi quẩy hả? Các bạn sẽ thấy cái tủ cũng là cái giò heo, cá chiên,
tôm luộc. Còn phi. Ủa, tỏi phi là sắc. Đây là tô bánh canh mình vừa mới rọi. Cái bên là có cái chấm sốt me. Không biết có yêu trường nữa không ha. Có không đâu. Bây giờ là ngày 15 là bắt đầu nó không muốn mắm mè đó. Đúng đó, không có gì đến chậm nào đó kiểm tra cho đó. Đây, mới bị hỏi này chị coi nè, 13 tây đó năm rất kiều, ổng đi chở sữa xuống dưới miệt tỉnh mà cho mấy cái người ở trong rừng sâu người ta. Tiết heo chứ, cái này là tiết heo. Ổng sốt quá luôn, ổng muốn ta là đồ của để mà hạ sốt quá. Ổng sốt mà mình phải em nhất, cơ thể ổng khó thở, té ra là ổng bị giờ cháu quẩy Covid-19 luôn, đưa ổng vô cấp cứu cách ly luôn. Xương, có trên mạng xương heo. Tôi không có đâu. Cho tin tức đâu. Mạng chứ anh coi trên mạng đó. Để mới coi tối này nè. Không đi cho sữa. Sáng ngủ vậy cái mở tivi coi coi là coi mạng. Coi mạng là tin tức. Đây là mạng tin tức. Ấn Độ nè, nước ngoài là mình coi nè. Trời tôi nói là mình coi ở Việt Nam nước là âm đà luôn. Mỗi đêm là cũng tăng đó. Coi mạng mà bấm vô tin tức. Các bạn thấy nó sạch sạch nè. Ông Đoàn Ngọc Hải bị luôn. Là cái keo đó ăn vô nó rất là ngon miệng luôn. Ông chở sữa đi vô dùng sâu dùng sái. Nghe nói là 15 thì mình bị ở đâu là ở đó. Ở đó luôn đúng rồi. 15 không có đi về ngày mai nè. Đúng rồi, không có đi về miền quê. Nếu mà đi là nó kiểm tra nó khám nó hết cho mình lỡ dính. Mắm me chua chua để mình chấm thử. Thôi tốt hơn ở nhà cho rồi. Giờ cũng không đi đâu. Ông mới bị chị hôm qua luôn á. 13 tây tháng 5. Ai chị? Ông Đoàn Ngọc Hải á, tức mà mới đây không quanh. Lúc mà hôm qua 13 tây á chị coi rất cả này ngon. Rất là vừa ăn luôn nha. Và nó rất là thơm và có phần tiêu trong đây nè. Chấm nước súp me nữa thì nó chua chua nó. Chua chua và thơm thơm, mùi chả đặc trưng. Mới coi chị hôm qua. Hôm nay biết mà tới ngày coi gì không? Mà sao vui vẻ? Ở đây thì coi mạng tin tức cái này cái kia nọ lắm. Thôi nhưng mà có tin tức thì con mặt tin tức vui vẻ. Mà sao vui vẻ? Biết không? Mà sao vui vẻ là chị bà Hằng với ông ngon. À, à, bà ơi, có bà coi ổng thích, có bà ấy ghét nhãn quá. Cái tuổi bà, tuổi nó không thích nữa. Con mẹ. Bây giờ để mình coi tin tức Việt Nam mình với lại người này người kia bên nước này. Coi hết